Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bằng một phiên giảm mạnh, giảm tới 18 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,97%. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 1839,26 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng mạnh, tăng 0,849 điểm và với tỷ lệ tăng là 0,82%, giao dịch ở mức 104,650 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,18%, hiện tại đang giao dịch ở mức 20.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 1%, giao dịch ở mức 3,231% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm mạnh, giảm tới 7 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ giảm là 6%, giao dịch ở mức 110 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trong phiên giao dịch hôm nay suy yếu đi khi mà sức khỏe của đồng đô la Mỹ bắt đầu hồi phục trở lại sau 2 ngày sụt giảm. Trong phiên giao dịch đêm qua, đồng đô la Mỹ đã bắt được các lệnh chào mua mạnh mẽ và đảo chiều tăng giá so với nhiều ngoại tệ khác. Các nhà đầu tư dường như bị thuyết phục rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed kiên định với việc thắt chặt chính sách tiền tệ và sẽ quyết định tăng thêm 0,75 điểm phần trăm lãi suất cơ bản vào giữa tháng 8 năm 2022 để chống lạm phát tăng cao. Từ đó, họ suy đoán đồng đô la Mỹ sẽ tăng giá rất mạnh trong thời gian tới. Khi đó, thị trường vàng sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Theo chuyên gia của sàn giao dịch kim loại quý Gaynell Vilcoin tại Mỹ, ông Everett Millman nhận định, dù lạm phát là một trong những động lực chính đối với giá vàng, nhưng rủi ro suy thoái kinh tế ngày càng gia tăng có thể khuyến khích một số người mua vàng bổ sung khi mà họ lo sợ thua lỗ đối với các tài sản khác. Rất có thể Fed có nhiều đợt tăng lãi suất mạnh hơn khi mà đối mặt với lạm phát cao, và điều đó hoàn toàn bất lợi cho giá vàng. Theo ông Everett Millman dự báo, trước các thông tin trên, có lẽ giới đầu cơ bất an trong việc nắm giữ vàng. Vì vậy, khi mà giá vàng giao dịch giằng co trong vùng 1.855 đô la Mỹ trên một ao, họ đã bán ra thu hồi vốn. Giá vàng hôm nay của thế giới buộc phải lùi về 1.840 đô la Mỹ trên một ao để đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức giá này. Về mặt kỹ thuật, thì xu hướng giảm tiếp tục duy trì lợi thế kỹ thuật tổng thể. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự 1.882,5 đô la Mỹ trên một ao. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc là 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 17 tháng 6, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,75 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và 68,75 triệu đồng trên một lượng theo chiều bán ra. Tại tập đoàn Doji, niêm yết giá vàng ở mức 67,9 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 68,7 triệu đồng trên một lượng theo chiều bán ra. Thế còn đến thời điểm hiện tại, giá vàng trong nước biến động ra sao? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé! Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bút số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì đều quay đầu giảm nhẹ quý vị và các bạn nhé. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.785.000, bán ra 6.865.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên mỗi lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.785.000, bán ra 6.867.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.780.000, bán ra 6.870.000. PNG Hà Nội mua vào 6.780.000, bán ra 6.870.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.790.000, bán ra 6.870.000.
Phú Quý SJC mua vào 6.790.000, bán ra 6.865.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.798.000, bán ra 6.869.000. My Hồng SJC mua vào 6.810.000, bán ra 6.860.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.780.000, bán ra 6.860.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.780.000, bán ra 6.860.000. Ngân hàng TB Bengal mua vào 6.790.000, bán ra 6.870.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.795.000, bán ra 6.877.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 820.000 đồng trên mỗi lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.785.000, bán ra 6.867.000. SJC Huế mua vào 6.782.000, bán ra 6.868.000. SJC Bình Phước mua vào 6.783.000, bán ra 6.867.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.785.000, bán ra 6.865.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.787.000, bán ra 6.870.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.785.000, bán ra 6.867.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.783.000, bán ra 6.867.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này giảm trong khoảng từ 41.000 cho đến 100.000 đồng trên mỗi lượng, hay là giảm trong khoảng 4.100 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.395.000, bán ra 5.490.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 4 số 9 mua vào 5.380.000, bán ra 5.450.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 24K mua vào 5.266.000, bán ra 5.396.000, giảm 9.900 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3.902.9000, bán ra 4.102.9000, giảm 7.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.992.7000, bán ra 3.192.7000, giảm 5.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.087.9000, bán ra 2.287.9000, giảm 4.100 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.